Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Trụ Vision. Đây là bản tin thời sự buổi tối của Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2024. Tôi xin có một bản tin ngắn mà rất là chất lượng các bạn nhé. Trước hết chúng ta nói tại khu vực Kharkov. Tại khu vực này thì như chúng ta biết là hồi sáng chúng ta đã phân tích là bên Ukraine đã đẩy lùi Nga ra khỏi cái chỗ ngã ba phía trên này. Ngã ba dưới này thì Nga thì chưa thể tiếp cận được, cho dù cái đường chiến tuyến thì lại nằm đây. Và sáng là Nga đã phải rút qua phía bên này theo hướng Nekuchina để trong tương lai thì xuống dưới này. Tuy nhiên chiều nay thì tình hình có vẻ đổi gió, là Nga cũng đã lại tiếp tục giao tranh đây chứ không có rút lui, và có tin là có một số lực lượng của Nga đã vào cái chỗ ngã ba này, hay cái ngã ba phía dưới này các bạn nha. Chúng ta hồi sáng chúng ta nói là có hai cái ngã ba, đây là ngã ba thứ nhất và đây là ngã ba thứ hai. Cái ngã ba thứ hai này thì nó là ở trung tâm Lipsy này, Lipsy. Còn đây ngã ba này thì ngã ba nó ở phía trên, nó gần ngang với cái hồ ra. Chúng ta nhớ như vậy. Thì hiện nay có một số là người ta nói đã vào rồi, còn bên Ukraine thì nói là đẩy Nga ra. Như vậy là cái thông tin nào đến trước và thông tin nào đến sau thì chúng ta chưa biết. Chỉ biết rằng là nếu mà lấy được cái Lipsy này, trung tâm Lipsy này, thì mọi thứ, mọi cái hoạt động ở trong cái thành phố Kharkov là ở đây đã nhìn thấy hết, và có thể là bắn bằng đạn pháo đến đấy các bạn nha. Đấy, nếu mà trong trường hợp mà Nga mà đã chiếm được cái Lipsy này thì có nghĩa là pháo có thể bắn tới Kharkov, hay nói cái khác là tất cả mọi thứ ở Kharkov là đều nhìn thấy rõ một. Cho nên chỗ này là chỗ quyết chiến chiến lược ở cái khu vực này, trước mắt là khu vực này thôi các bạn nha. Còn bây giờ chúng ta nói Volchan. Cái Volchan này ấy, thì cho đến giờ này thì chúng ta thấy là đây là cái vùng gọi là phía bắc của sông, cái túi gọi là cái túi đây. Thì chúng ta thấy càng này cái khu vực này nó càng hẹp dần. Thì Nga thì nói đã chiếm hết toàn bộ hết cái khu vực phía bắc rồi, kể cả phía cạnh dưới túi này rồi, và đang tấn công sang cái gọi là phía nam ở theo các cái cầu ở đây, còn cầu đây thì không tấn được. Và hiện nay cũng đang tấn gần vượt qua cái cầu bên này và đang tấn ở bên này. Thì các cái này thì chúng ta biết là đã từ ngày hôm qua chúng ta đã nói rồi. Nhưng mà hôm nay thì có một cái thông tin như thế này, tôi thấy cũng có vẻ hơi lạ, có lẽ đúng đấy các bạn nha. Cái này cũng hơi lo cho Nga. Thì riêng cái khu vực này thì chúng ta biết là Nga đang đóng đại vận doanh ở khu vực này. Cái của phía bắc của cái, nói chung cái vô trang này thì cái phía bắc thì nó là trung tâm, nó là dày đặc về nhà cửa hơn, tòa nhà cao tầng nó kia hơn. Đấy, tòa thị chính các thứ ở bên này luôn. Đấy, còn bên này thì nó thưa thớt hơn, đấy, nhưng mà nó lại rộng hơn ở phía nam. Thế thì hiện nay cái đại bản doanh này thì theo tôi mới nhận được, sau khi tôi làm xong cái video này thì tôi lại mới nhận được, cho nên bây giờ tôi nói thêm mà thôi. Tức là theo cái đại diện của bên Ukraine thì người ta nói rằng là quân Nga đã sử dụng cái tòa nhà này để làm sở chỉ huy tiền phương, đồng thời để là tích lũy các loại nhân lực cũng như hoạt động theo dõi được tiến hành ở đây. Thì cái sau khi mà là Ukraine bắn phá cái tòa nhà này thì đã tổn thất rất nhiều quân Nga ở đây, kể cả về quân tư trang cũng như là về nhân lực. Thì cái độ chính xác của cú đánh này thì có thể nói là người ta đang nghi ngờ là F-16 nó đã oanh tạc ở khu vực này. Tức là F-16 người ta nói là đầu tháng sau, tức là đầu tháng 6 vào, nhưng bây giờ cũng là coi như được gần 19-20 rồi thì có lẽ nó đã vào rồi. Thì người ta cho rằng là có khả năng đây là cái bom Storm của Mỹ hoặc là ASAM-250 Hammer đánh vào đây do Pháp sản xuất. Thì được điều chỉnh để sử dụng cho hàng không của cho Ukraine. Thì tuy vậy, việc sử dụng với tần suất lớn và độ chính xác rất cao này thì có nhận định rằng là chúng đã được ném, được phóng đi từ F-16 chứ không phải là MiG-29 hoặc là Su-27. Đấy, như vậy thì như thế là có khả năng Nga đã bị lừa, tức là không đề phòng cái hàng không của nó đã có thể đã bay rồi. Thì Nga bây giờ tôi cái này chúng ta phải xác minh lại các bạn nhé. Thì trong thời gian qua thì có rất nhiều cái thông tin cho rằng cái tiêm kích 16 đã được tập kết đâu đó ở phía tây Ukraine và trong các cái hầm ngầm ở dưới núi đá và sẵn sàng sử dụng nếu mà cái điều kiện nó thích hợp. Thì đây là cái điều kiện thích hợp, là nơi tích tụ quân mà Nga chúng ta biết là trong một tuần thì là đã chiếm được có rất nhiều đất ở cái khu vực Kharkov này. Thì bây giờ có phải là cái điều kiện thích hợp để họ bắt đầu tung ra, hay là họ chờ đến qua tháng 6? Thì báo chí của Kiev còn nhắc rằng các lực lượng Nga gần đây đã bắt đầu tấn công các khu vực phía bắc của Kharkov,
Đấy. Và hiện đang chiếm giữ rất nhiều ở vị trí, đặc biệt là phía bắc của Vukovar, mà binh lính Ukraine đã chống trả rất là quyết liệt và gây thiệt vọng nhiều cho bộ binh cũng như các thiết bị của Nga. Thì hiện tại cuộc tấn công của Nga không còn đạt được cái tiến triển đáng kể so với những ngày trước đây, nhưng mà giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở các khu vực riêng lẻ gần biên giới và trong các trận chiến tại Vovchan này. Đấy. Thì hiện nay thì Nga đã có rất nhiều cái chỗ đứng tại Vovchan, và cái vấn đề mà nó tấn công đúng vào cái sở chỉ huy tiền phương của cái khu vực này có đúng hay không thì chúng tôi xin phép để xác minh thêm các bạn nhé. Mà tôi cũng nghĩ là cũng có thể, nếu mà nó đã xóa sổ được cái chỗ này thì cái vấn đề Vovchan này của Nga trở nên khó khăn hơn so với ngày hôm qua. Đấy, nếu mà nó đã tấn công bằng cái bom SDAM, tức là cũng là cái bom thông minh, nếu là bom lượn đấy của bên đó, và nó có khả năng nó tích hợp với F-16, chúng ta sẽ kiểm tra thêm cái chỗ này. Hiện nay thì Nga đã vượt sông thì cả phía bên từ bắc xuống nam và từ đông sang tây, và một số thì là vượt ở cái phía phía ngoại ngoại phía tây đằng này thì vượt qua trước rồi để đại, bắt đầu đánh vào phía phía tây, tức là hữu ngạn của sông, tức là lúc sông chạy dọc lúc sông chạy ngang mà các bạn, cho nên chúng ta nói cái hữu ngạn, tức là hữu ngạn là phía trái và phía dưới này các bạn nhé, còn tả ngạn là phía phải và phía trên, tại nó chạy từ Nga nó chạy sang xuống mà chạy xuống là chạy loằng ngoằng, thì chúng ta chỉ có xác định như vậy thôi. Thì các cái điểm xanh thì là nó là bên hữu ngạn, còn bên đỏ thì là bên tả ngạn. Thế thì bây giờ người ta cũng đang xác định là coi như là hiện nay hai cái vùng này cũng xám, nhưng mà thực tế là chỗ này thì Nga đã kiểm soát rồi các bạn nhé. Đây anh đánh cái màu này, đây tôi nó gọi là vùng xám, cái túi đây là xám nhưng mà thực tế là Nga đã kiểm soát hết rồi, và đây cũng đang trở thành là vùng xám luôn này các bạn này. Đây. Cái chỗ này cũng đang giao tranh rất là nhiều, mà hôm qua chúng ta nói là vừa xe tăng nó vừa súng máy nó từ bên này sông bắn qua bên kia sông, thì hiện nay cái khu vực Vovchan này nếu mà sở chỉ huy đã bị đánh và cái kho ở đây bị đánh thì chắc chắn là ảnh hưởng rồi. Nhưng mà có cái này có hay không thì tôi cũng xin nói lại là cứ phải chờ thôi, chứ còn bây giờ chúng ta cũng chưa khẳng định được. Rồi chúng ta bây giờ đi xuống phía dưới này. Phía dưới này thì cái chỗ này Stelmelka đây và cái chỗ Berestova thì Nga đã chiếm gần xong rồi. Như chúng ta nói, nếu mà Nga mà chiếm xong chỗ này thì Nga sẽ đánh xuống dưới. Đánh xuống dưới. Chỗ Stelmelka, Khovka ở đây đang đánh ra. Thế thì chúng ta thấy là hôm nay thì Nga đã đánh ra cái chỗ hôm qua rồi, nhưng mà hôm nay như đã chiếm được cái chỗ này rồi, tức là Mazovia. Nếu được chỗ này thì chúng ta biết là cả cái chỗ Androcha hôm qua chúng tôi nói đấy. Đấy, chỗ này thì tất cả cái chỗ này nó sẽ giải phóng rất là sớm, thì cái này chúng ta cũng chờ xem thôi. Hiện nay chủ yếu là tôi thấy là Nga đánh ở khu vực này thôi, chỉ còn bên Ukraine tôi thấy là họ đang tháo chạy, đã tháo chạy ra hoặc nha, và cái chỗ này cũng đã tháo chạy ra. Ở đây thì nó cũng có Bishchane phía trên này. Rồi tiếp tục chúng ta xuống cái khu vực dưới này. Belorussia này thì tương đối tốt, hiện nay thì Nga cũng đang tiếp tục cứ đánh ra, thì chúng ta chờ xem các cái kết quả thôi. Đấy. Tại vì bây giờ là nó hàng ngày hàng giờ nó cập nhật liên tục, cho nên là chúng ta cũng không thể và bên kia nếu mà nó có máy bay nữa rồi thì tôi thấy cũng khó khăn đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Còn riêng Chasovia này thì hiện nay nó cũng có hai cái trường phái về thông tin. Đấy. Thì chúng ta thấy là đây là hồi sáng thì chúng ta nói là đánh ở cái chỗ Kalinina chưa tới được cái đập, và cái trong cái chỗ của khu vực số 1 này, tức là khu phố đầu tiên này, thì Nga đã bị đánh te tua trong cái tối hôm qua, tức là phải rút lui. À, bởi vì bên này nó có các cái lực lượng, chúng ta biết là nó cái lực đoàn nhiều, rất là nhiều cái lực đoàn, ba cái lực đoàn ở trong này cơ. Đấy, cho nên là quân số thì nó nói là 15.000, nhưng mà cái phiên hiệu về các cái đơn vị thì nó có tới ba cái lực đoàn. Thì tất nhiên lực đoàn thiếu, nó có thể là nó chỉ có hai ba trung đoàn hoặc là một số tiểu đoàn gì đó phối thuộc với nhau thôi. Thì là tôi view to này thì chúng ta thấy đây là khu phố 1, đây khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4 và khu phố 5. Hiện nay thì chủ yếu giao tranh ở khu phố này, khu phố 1 này, nhưng mà từ sáng đến giờ thì chúng ta thấy là giao tranh ở đây rất là tiếp. Ông Zelensky thì ông nói rằng là Nga đã gây áp lực rất là mạnh nhưng mà cuối cùng đã bị bật ra. Đấy, theo đúng y ngôn từ lúc sáng, tức là vào không được cái khu vực phía đông bắc này và cuối cùng đã bị đánh đánh bật ra hoàn toàn. Nhưng mà phía Nga thì và ông Zelensky nói rằng là Nga đã mất khoảng 20 cho đến 25 xe tăng và xe bọc thép các loại và bộ binh chiến đấu khi mà va chạm nhau xung đột tại khu vực phía đông bắc của
khu phố Đồng Chí Đông, nó gọi là khu phố mini các bạn nhé, ở bên đấy nó dịch là mini nhưng mà chúng ta cứ nói là khu phố một phía đông cho nó dễ. Trong khi đó thì hiện nay thì Nga đang nói là Nga đang tấn công vào rất dữ dội ở phía đông này, à đây xin lỗi màu nhé, à, và phía đông này, phía đông nam và phía tây nam. Tóm lại là cái khu vực khu phố một này thì có thể nói là Nga đã chiếm như thế này rồi các bạn nhé. Đấy. Tức là chỗ này là vùng xám, Nga đã đứng chân ở đây rồi. Thì còn cái vùng trên này là coi như chúng ta cứ cho là cái vùng của bên Ukraine đây. Đây là hiện nay nó là đang cái khu vực này đang giao tranh rất là mạnh. Thì hai bên bên nào cũng nói là cũng thắng hết. Thì nhưng mà bên Nga thì có các cái hình ảnh, chúng ta sẽ xem các hình ảnh và có cái báo cáo rõ ràng từ phía Nga. Chứ còn bên kia thì chúng ta chỉ thấy phát ngôn của bên của ông Zelensky thôi. Thì cứ cho là vùng xám, còn bên này là vẫn là xanh của bên Ukraine. Thì có thể là ông phát ngôn như vậy để thấy rằng là quân Ukraine đang thắng lớn ở cái chỗ Lipsy, thậm chí là đang bom Zhytomyr chỗ Bucha và thậm chí chỗ Chasiv đã đẩy lùi hết, thì bên nước ngoài nó sẽ cho rất là nhiều tiền. Và chúng ta biết là Bộ Quốc phòng Đức đã khẩn trương đề nghị chính phủ cấp cho 3,8 tỷ euro khẩn trương cho Ukraine. Chúng ta biết là giống như họ đã hấp hối đấy các bạn nhé, cái gì cũng rất là khẩn trương mà có thể nói là viện trợ rất hiệu quả đấy các bạn. Thì hiện nay cái khu vực phía đông nam này thì Nga đã đứng chân, có chắc chắn hay không thì chúng ta lại tiếp tục chờ xem. Nói chung thì là Nga nói thì tôi tin, chứ còn bên Ukraine, đặc biệt Zelensky nói thì tôi không tin. Putin nói tôi tin, chứ Kuki nói là tôi không tin. Còn nếu Bộ Quốc phòng Nga nói thì tôi tin, chứ còn nếu mà các cái blogger quân sự của Ukraine và phương Tây nói thì cũng chúng ta cũng chờ xem, chứ cũng không có nghĩa là nó sai, nó sai 100% nhưng mà rõ ràng nó có cái phần trăm này không sự thật thì chúng ta chỉ đối chiếu thôi. Rồi cái khu vực chúng ta xuống dưới này chỗ cái Sipka này chúng ta vẫn biết là đang nó trú đang cái chỗ trắng trắng này này, đấy cái chỗ này, cái phía dưới này thì nó cũng nó có độ cao, thì bên kia nó cũng đang vẫn còn giữ, thì còn hầu hết là Nga đã chiếm được hết rồi. Còn các khu vực này tôi không thấy có vấn đề gì nổi trội, chắc là lấy bất cứ lúc nào thôi, nhưng mà Nga có lẽ là chưa đến lúc lấy hay sao đấy. Còn Krasnogorodka thì chúng ta thấy là bây giờ là Nga lại bắt đầu đánh lên phía trên này, đấy, ngọng lên trên này, chứ không không có đánh 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 ngang qua đây nữa, không có đánh ngang qua đây nữa, hoặc là đánh đuổi dí đuổi này nữa, mà chúng ta thấy là đánh ở phía tây nam và bắt đầu đánh lên phía bắc và cả cái phía trên này. Thì như thế là chúng ta thấy là nó vẫn lùa theo cái hướng này, lùa theo cái quân này nó chạy theo hướng này cả. Không thể về hướng bắc, à, về hướng nam, về hướng đông hay là về hướng nào hết, chỉ có chạy hướng tây bắc này. Đấy, thì cái này là cả hai bên đều xác nhận các bạn nhé. Rồi cái phía dưới chỗ Georgia này thì vẫn đang tiến triển tốt và đang có hiện tượng đánh xuống xuống phía dưới này, là Nga đang đánh xuống dưới này để hỗ trợ cho chúng ta biết Barbada như thế này. Còn chỗ Barbada này, chỗ Constantinopka này thì như hồi sáng chúng ta nói rồi, cũng không thể đánh được theo cái hướng hướng đông này, nên là Nga hiện nay đang đánh theo cái hướng này, hướng nam để qua đây để cắt cái đường này và đánh như lúc sáng thôi, là đánh từ hướng nam lên Constantinopka và cắt cái đường đi Vuhledar và Papadar. Tại khu vực mỏm Vremica thì chúng ta biết là Nga cũng đang pháo kích dữ dội vào các khu vực này, và tôi thấy là Nga cũng đã tổn thất ở đây khi mà bên bên Ukraine nó cũng UAV nó tấn công các cái xe của Nga và các cái chỗ mà Nga đang đang chiếm giữ. Và Staromajor thì vẫn vậy, tôi thấy không có gì tiến bộ hết. Robotyne thì chính thức nó lại xuống lại rồi các bạn nhé. Tức là hôm qua kia gì đấy là đã giải phóng hoàn toàn, nhưng mà cái chỗ này tôi nói rồi, cứ mỗi bên cứ là cứ nói giải phóng thế thôi, chứ sau đó là lại của bên kia. Bây giờ thì Ukraine nó chưa chiếm được cái chỗ này, nhưng mà hiện nay đang giao tranh tiếp tục ở cái mỏ phía bắc này. Và cái đầu chóp trên này thì họ đã chiếm lại được rồi. Và bây giờ họ đang tiến xuống lại phía đông bắc. Và chúng ta nói là có khả năng là Nga cũng đang gọi là dụ vào đây thôi. Cũng như trên Lipsy là Vovchan. Nhưng mà nếu mà Vovchan mà quân ta mà đã bị là hóa ra là ta bị dụ, chứ không phải là nó là ta dụ nó. À, ta dụ Corona đâu. Nếu mà quả thật F-16 đã cất cánh. Còn khu vực chỗ Kherson này thì Nga này ở chỗ Ukraine này, này thì là cũng có một căn cứ của Nga tại đây là bị đánh bom. À, cũng tức là cái lực lượng của Nga cũng đã bị tổn thất ở khu vực này tương đối khá. Rồi tại Kherson này thì Nga cũng đã bắn chìm một cái xuồng đang chở lính đặc nhiệm vượt sông.
Bên Ukraine người ta nói rằng đây là cái attachment người ta đánh là như thế là 4 ngày liên tục vào khu vực Crimea và Crimea, còn riêng cái UAV thì nó đánh vào cái khu vực Krasnodar, Novorossiysk và một số cái nhà máy dầu lọc dầu trong này, và attachment thì đánh vào các nhà máy điện cũng như là trạm biến áp của Crimea. Và trong 2 tuần qua thì toàn mặt trận thì bên Ukraine nó báo là nó đã bắn được 4 cái Su-25 của Nga, thì cái này có đúng hay không thì chúng ta cũng xem lại. Và tiếp tục bắn vào các khu vực Ben Gurion đấy, và cái tức là Su-57 của Nga là hiện nay đã bắt đầu đã xuất kích đấy, thì tôi cũng biết là xuất kích ở khu vực nào, tôi nghĩ là chắc là khu vực Ben Gurion hay là khu vực Turian này thôi. Còn cái bên bên Ukraine thì nó đã biến cái Kharkov, cái bệnh viện tâm thần của Kharkov là một căn căn cứ một thành trì nha các bạn nha, thì cho nên là tất cả các bệnh viện bây giờ trở thành thành trì giống như là của bên Hamas, mà nó cũng dùng các cái bệnh viện để nó chống lại cái bên Israel, thì chúng ta thấy như vậy. Vậy thôi, như vậy là chúng ta thấy là tình hình nó cũng đang khó khăn chứ không phải dễ. Tuy là coi như là Nga có vẻ đang thắng, nhưng mà bên kia người ta đã thứ nhất là chặn lại được cái đứng lại, là có khả năng là nó cái tiếp viện nó rất là mạnh. Cái thứ hai là cái UAV người ta đã hoạt động được, và Nga thì lại không không hoạt động được. Mà cái trước đây 2 ngày trước đầu tiên ấy, thì là UAV Nga hoạt động được, UAV bên này không hoạt động được, thì hồi đấy chúng ta nói là đã cắt được cái Starlink, nhưng mà bây giờ tại sao Starlink nó lại tiếp tục nó lại quậy như thế này thì chúng ta không biết được. Và thậm chí là coi như nếu mà Starlink nó ấy được thì cái F-16 nó cũng cũng xài được các bạn nha, chưa nói là F-16 nó không cần phải bay tới đây, nó từ xa có thể nó phóng cũng tới rồi các bạn. Đấy, cái bom bom dẫn đường đấy thì chúng ta Saddam hồi xưa là nó đánh rất nhiều chỗ chỗ cái mỏ Vremica này, hồi đấy là Saddam tôi nhớ là đánh vào cái tới chỗ Staromilovsky này rất là nhiều, và chỗ Makarovka đấy. Thì bây giờ nếu mà trong trường hợp mà nó đã dùng F-16 rồi thì Nga phải có cái đối sách thế nào, chứ còn nếu mà tình hình thế này là không không ổn đâu. Chúng ta biết rằng là thực tế cái khu vực mà Kharkov này ấy, thì cái lực lượng Nga ít hơn lực lượng của bên Ukraine, còn chủ tra xuất gia này thì là 50 50, chúng ta nói là một đều, nhưng mà riêng Kharkov thì họ dồn rất nhiều, chính vì thế cho nên hiện nay bắt họ tản ra đi Sumy và có thể tản ra một số nơi. Hiện nay cái số chỗ của Kupia này ấy, thì chúng ta biết là nếu mà Nga lấy được cái Vovichan này nó rất quan trọng, cái Lipsy này thì lấy được thì đánh trực diện rồi, mà cái phương án trực diện này Nga Nga không có lựa chọn đâu, mà ông Putin nói vậy này có nghĩa là chưa chắc là lấy Kharkov. Trong trường hợp nếu mà để ngày mai ngày mốt khi nào mà Zelensky đó hết mãn nhiệm rồi, lúc đấy tính tiếp. Nga chủ yếu đánh 2 cái hướng này, chúng ta thấy đây rồi, đây là Vovchan đây. Vovchan đây mà nếu mà đánh được thì hôm qua là chúng ta thấy là tự nhiên thành cái chỗ này là tự nhiên giải phóng. Thế là nếu mà đánh được là Nga đánh xuống cái chỗ này, Verkhoturyezhny, chỗ này thì nó sẽ tương tác với chỗ Kupiansk này, đấy, này Kupiansk. Cái này chỗ này rất quan trọng các bạn nha. Thì cái này chúng ta để xem cái tình hình của mấy ngày tới đây nó sẽ như thế nào. Đây là Vovchan, đây là Lipsy, là Kharkov và đây Kupiansk. Đấy thì chúng ta thấy cái tình huống như thế này thì chúng ta thấy là cái đánh cái Vovchan nó rất quan trọng, chứ không chỉ là nó để nó đánh Kharkov đâu. Tôi nghĩ là này là không phải Kharkov mà chặn các cái đường này, chặn các cái đường này. Để các cái đường rất quan trọng, các cái đường này rất là quan trọng, các cái đường này nó cắt hết các cái đường này thì các cô phải chết này. Đấy là về phía đông, còn phía tây này, cái cánh tây này thì sẽ phụ thuộc cả ông Sumy nữa, để xuống nữa thì cái chỗ phía tây này thì Sumy là mới áp áp sát thôi, chứ còn tôi cũng thấy chưa chưa nã pháo, và dân ở bên bên phía bên Ukraine đã chạy, và một số lính là bắt đầu là có cái hiện tượng là hoảng loạn. Đấy, cái tình hình hiện nay nó là như vậy thôi. Tôi xin đàm luận với các bạn cái chương trình ngắn như vậy. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, và tối nay có lẽ chúng ta sẽ có một cái video nói về Bác Hồ nhân ngày sinh nhật của Bác. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.